Xin chào tất cả các bác. Ở video này đã là 12 giờ trưa rồi các bác. Em bắt đầu nghỉ trưa để chuẩn bị ăn cơm. Thì em có một chiếc âm ly rất gấu các bác nhé. Đánh loa Bose 601, 701, 301. Nói chung cái dòng loa Bose các bác. Đó, Bose 501, 6.2, 9.2, vân vân và vân vân. Những dòng loa Bose các bác nhé. Thì đây, tất nhiên là chơi những dòng loa khác rất tốt, nhưng mà em đang nhấn mạnh là chơi loa Bose các bác nhé. Chơi loa Bose thì các bác, những bác có loa Bose vừa nghe vừa hát, cũng như là có một chiếc âm ly khủng để chơi. Cái âm ly này là dòng xuất Mỹ, 120V, 230W các bác. Đấy, 230W, 230W, 120V. Cái tem này bị rách một chút rồi các bác, không vấn đề gì cả. Con này có cả mạch dề ao các bác nhé, các bác rút ra làm mạch dề luôn. Đây. Rút cầu chữ U ra làm mạch dề cũng như để phối ghép. Rút cầu chữ U ra phát nó biến thành một chiếc âm ly có dề, mà khi đóng lại thì là thành một chiếc âm ly đánh vào bốt rất hay. Đó, nó công suất rất là khỏe các bác. Đó là Mitsubishi R35. Những cái dòng R35 này các bác biết rồi. Nó rất hiếm cũng như là nó rất hay. Đó, G-Saver âm ly đài nhá. Ở đây đài của nó đài bằng màn hình số các bác. Âm đi đài có các nút nhớ kênh đây. Âm đi đài cổ nhưng mà nó có cái nút nhớ kênh như là vặn. Đây là tuning. Tuning của nó đây các bác. Đó. Thì con âm đi này nó là size của nó là size 50. Để em lấy cái thước các bác. Quay nhanh các bác một con âm đi đánh là bốt hay. Em không thấy thước đâu cả, nhưng mà cái size của nó khoảng độ size 53 gì đó các bác nhá. 53, 52 gì đó, rất to, hồi gỗ đẹp. Đó các bác nhìn mặt rất đẹp các bác. Rất đẹp các bác, vàng chanh. R35 Mitsubishi đó chính là Diatone, âm đi Diatone các bác. Đặc biệt con này của anh nào bốt rất hay các bác nhá. Bác ghép vàng vào hát nhiều ngào rất sướng. Thì con này em xin để các bác giá, nó các bác rút ra, nó luôn có một đôi mạch dề. Đó, đây nút tông này, lâu lướt vặn các bác, lâu lướt vặn luôn các bác, rất chất. Đánh tiếng hay cực luôn. Thì con này em để các bác giá rất rẻ thôi. 5 triệu rưỡi, bao nhanh tay lấy được con này về đánh loa bốt. Rất nặng mười mấy cân thì các bác. 5 triệu rưỡi thôi. Âm ly xuất Mỹ khủng các bác nhé. 5 triệu rưỡi. Rất là rẻ. Các bác nhìn nguồn nó to, cái nguồn cực to luôn. Nguồn to gần 20, cực kỳ to các bác ạ. Nguồn to tản nhiệt xương cá các bác nhé. Đó, thì bác nào nhu cầu lấy con này thì nhắn tin cho em qua số điện thoại 098 119 3656. Rất đẹp các bác nhé, rất là đẹp luôn. To, đẹp, khủng. 230W, 120V, 5 triệu rưỡi thôi, nhanh tay các bác. Đánh loa bốt hay đánh dòng loa Mỹ rất hay. Đó, tất nhiên chơi loa Nhật kia càng hay các bác. Hàng khủng các bác. Có một chiếc rồi các bác nhé. Rồi, xin chào các bác, 5 triệu rưỡi thôi. Em sẽ test âm với đôi loa bốt kia. À, một điều lưu ý nữa. Đôi loa bốt này là đôi loa bốt 301 CD5. Hôm trước thì em nhớ trong đầu là CD5 rồi, không biết tại sao em quay video khi đó em đánh với con âm ly Sony. Thì em nói là CD4 chả nghe nào. Nói chung là đôi khi cái mồm của mình nó không nghe theo cái up các bác. Nhiều việc quá các bác, nó bị nhầm. Nói nhầm chứ không để tính nhầm được các bác. Thì con đôi loa này nó đẹp như mới các bác nhé, đẹp như mới luôn. Nó không có một vết xước chảy hết các bác. Đó, thì đôi loa này em để các bác giá 6 triệu rưỡi. Nó đẹp như mới luôn, bọn em về hàng công Mỹ, em bóc khui cái hộp của nó ra các bác. Đẹp như mới luôn các bác, không còn gì để bàn nữa. Đôi loa Bose Mỹ, tem nhỏ các bác nhé. 301 CD5, CD5 chỉ nhấn mạnh lại CD5. Đấy các bác, 301 CD5 các bác nhé. Đấy, đó. Thì dòng này thì các bác yên tâm, nó vừa nghe vừa hát rất hay các bác. Lấy con âm ly này với con loa bốt này ghép con vàng nữa, hát rất sướng. Và bây giờ em xin tạm dừng video clip tại đây. Khiếp, em nói nhầm mỗi cái CD của đôi loa mà bao nhiêu bác nhảy vào chửi rồi thì nói thật sự mất lịch sự. Em xóa bỏ luôn cái comment đó. Những bác nào mà chửi là thứ nhất này, nói mất lịch sự thứ hai này, em sẽ xóa bỏ comment đó. Bởi vì em thật sự các bác là em cũng là con người, không phải là ai cũng hoàn hảo cả, sẽ có lúc sai, nhưng mà sai không ảnh hưởng gì đến kinh tế của ai, không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của gia đình nhà ai là được các bác nhá. Chứ đọc mỗi cái
đọc mỗi cái số CDD sai mà các bác cũng nhảy vào các bác chửi em, thật sự em không hiểu những người như thế là những người nào nữa. Rồi em xin chào các bác.